Vỗ tay lớn tí nữa quý vị ơi. There you go. Vỗ tay này cả đêm chị Lam hát có câu này thôi. Để vỗ tay phát nữa thì chị Lam hát lại cho quý vị nghe. Thì anh muốn nói xin lỗi với tại anh yếu đuối không ngăn được trái tim không. Hãy subscribe.